Hôm trước thì em Lê Hương đã về thêm rất là nhiều dòng xe Innova bản G 2012, 2014 và 2015. Thì tiếp tục hôm nay em Hương lại thêm một siêu phẩm nữa đây. Một siêu phẩm Innova đời 2011 số sàn, động cơ trang bị là 2.0, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Em này là máy zin 1 chữ tư nhân sử dụng từ mới nhé. Biển Hà Nội với nước sơn màu bạc đẹp, đèn là đèn halogen. Nói về Innova thì các bác sẽ liên tưởng ngay vào dòng xe 7 chỗ ngồi gắn liền với những cái tiềm thức của người Việt Nam rồi. Bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, form dáng thì rất là đẹp luôn. Đây các bác này, thân vỏ thì cứng cáp, máy số thì ngon. Em này là số sàn động cơ 2.0. Em sẽ quay chi tiết cho mình xem nhé. Gầm bệ đây, em quay chi tiết cho mình la răng này. Hệ thống phanh đĩa các bác nhìn này, còn rất là đẹp luôn. 289 triệu là giá mà em Hương đang chào bán tới chiếc xe Innova đời 2011. Em này là số sàn các bác nhé. Lên màn hình VTEC cực lớn rồi. Chân là chân nỉ nguyên zin, một chủ sử dụng. Các bác ơi, một chủ sử dụng, máy zin luôn các bác nhé. Máy zin một chủ luôn. Quay chi tiết cho khách hàng nhà mình xem từng con ốc nhỏ nhất của con Innova đây ạ. Riêng phần này là phần da mềm này, Innova này. Giả vân gỗ này, từng cái móc khóa còn sáng choang luôn. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa, thêm 2 cái loa chép nhỏ ở hai bên. Và có hộc để đồ cá nhân. Keo chỉ zin cả 4 cánh cửa cho em. Bây giờ thì Innova là một trong những cái dòng xe được khách hàng quan tâm rất là nhiều. Ghế da cao cấp, căng mọng sạch sẽ luôn. Củ số phanh tay cũng vậy luôn. Các bác nhìn này, mặt đồng này, mặt đồng hồ này. Em này thì có lên màn hình giải trí rồi. Pho lăng thiết kế 4 chấu, có túi khí an toàn đầy đủ cho em. Quan trọng là ốc nhái không hề bị vặn mở này. Từng con ốc nhỏ nhất, cột kèo keo chỉ còn nguyên zin cho em. Xe thì một chủ sử dụng. Bác nào quan tâm thì nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Dòng Innova này thì 3 hàng ghế tương ứng với 3 dàn điều hòa. Các bác có ngồi ở hàng nào, vị trí nào cũng đều mát cho em. Ghế da cao cấp căng mọng luôn đấy ạ. Và điều đặc biệt nữa là em này cũng có thảm rồi. Thảm rối, à thảm mà cao su lon cực kỳ sạch sẽ này. Đây các bác nhìn này, ghế này cực kỳ rộng rãi luôn. Móc khóa này sáng choang luôn. Keo cửa cột kèo còn nguyên zin cho em các bác nhá. Còn nguyên zin. Táp ly cũng không hề bị mòn, không hề bị bóng này. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh cũng còn nguyên cho em ạ. 289 triệu vẫn còn thương lượng nọc ná thêm. Nếu như bác nào đang quan tâm về dòng xe Innova của em Hương ạ. Hiện tại em Hương đang sẵn đời 2011, 2012, 2014 và 2015. Nếu như 2011 và 2012 này form dáng cũ thì lên đến 2014, 2015 đã là form dáng mới rồi các bác nhé. Form dáng mới rồi. Bản G, phía sau xe trang bị cho em là hai mắt cảm biến và một cam lùi. Khoang hành lý thì em này sinh ra để chở người, cõng 7 người trên lưng. Nên khoang hành lý thì vừa phải thôi, không quá là lớn. Nhưng nếu các bác có đi du lịch này, hai bên hai cái thùng hải sản, hai cái thùng hoa quả hay là vali đều ok cho em. Còn nếu như không ngồi đủ 7 người, các bác có thể gập cái hàng ghế thứ ba này lại thì đó sẽ là một khoang hành lý cực kỳ lý tưởng cho em ạ. Cột kèo đây các bác nhìn này. Đây này, toàn bộ là bấm đinh tán nguyên bản của nhà sản xuất này. Từng con ốc này, em quay chi tiết khách hàng nhà mình xem. Về siêu phẩm Innova đời 2011. Các bác nhìn nhá, zin toàn bộ luôn. Chất lượng xe thì em cam kết cho mình không đâm xô, không ngập nước và không tranh chấp giấy tờ. Những bác nào quan tâm thì cứ nhấc máy lên, trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 hoặc đến với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương để cảm nhận và chạy thử xe các bác nhé. Một dàn lốp còn tương đối là dày dặn cho em. La răng thể thao đầy đủ rồi. La răng đúc hợp kim cho em, không phải la răng sắt đâu ạ. Ghế da cao cấp căng mọng luôn, sạch sẽ gọn gàng. Các bác về chỉ việc đổ xăng vào là đi thôi. Còn nếu không hãy để em Hương phun một bình xăng cho mình. Em Hương sẽ tặng cho bác nào đến xem xe, lấy xe trực tiếp phun một bình xăng về tận khu vực các bác đang sinh sống được không ạ. Innova thì nó không có nhiều công nghệ option giống như Xpander. Nếu như Xpander thì có hỗ trợ trơn trượt, đổ đèo, hay là còn có thêm nhiều công nghệ option, thì Innova nó chỉ đơn giản là chở được 7 người, có túi khí an toàn, có kết nối màn hình giải trí nhà mình, điều hòa mát lạnh, máy số thì zin, đi thì lành xe các bác nhé. Và giá tiền quá là hợp lý luôn ạ. Còn đây là phần táp ly. Táp ly của chiếc xe Innova bên cánh bác tài đây. Gương kính thì auto tự động cho em. Keo chỉ cột kèo nguyên zin cho em các bác nhé.
Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại, em Hương sẽ tư vấn trực tiếp cho mình. Còn đây các bác này, dàn lốp dày dặn, la răng thể thao xịn sò rồi. Còn đây cũng sẽ là một trong những cái bộ phận mà các bác quan tâm nhiều nhất đây ạ. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của Innova đời 2011, giá chào bán 289 triệu. Hiện tại thì em Hương đang sẵn rất là nhiều đầu xe Innova, Xpander hay những dòng xe 7 chỗ khác, nhưng mà không thể phủ nhận rằng Innova là một trong những dòng xe khách hàng quan tâm rất là nhiều. Giá thành thấp này, chi phí rẻ này, không may có phải sửa chữa thì chi phí cũng cực kỳ rẻ luôn đúng không ạ? Mà rất là lành luôn, Innova thì cực lành luôn rồi. Máy số em quay cho mình xem các bác nhé. Máy số em quay này, zin đẹp toàn xe luôn, không đâm xô và không ngập nước. Từng con ốc lắp cabo em cũng quay chi tiết cho mình, keo chỉ phần lắp cabo, các cái lốt cắt này còn tròn xe luôn đúng không ạ? Nhấc máy lên đi các bác ơi, liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn về một dòng xe Innova gia đình sử dụng, một chủ từ mới, đầy đủ cam lùi, cam hành trình, cảm biến va chạm và màn hình giải trí rồi. Siêu phẩm Innova 2011 biển Hà Nội em Hương đang bán là 289 triệu, còn thương lượng còn lộc ná thêm. Kết nối Zalo 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào 11:30 các ngày trên buổi báo giá trực tiếp fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương. Em sẽ để cho mình một cái giá thật là ok, cũng như là cắt lỗ nhiều đầu xe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.